Recording in progress. Okay. So, this one too, we have already finished from a different perspective that temperament can be 14 kinds, yeah, by mixing the temperament. Raga dosa moha, raga dosa, raga moha, dosa moha, raga dosa moha, sadda, buddhi, vitaka, and the second three group, yeah. Sadda, buddhi, vitaka, sadda, buddhi, sadda, vitaka, buddhi, vitaka, sadda, buddhi, vitaka. So in this way, 14 kinds of temperament also possible, yeah. Và ở một cái cấp độ khác thì có đến 14 cách để mà phân loại các cái loại căn tính bằng cách là người ta tạo ra những cái phối hợp hay là những cái kết hợp của những cái căn tính nói trên. Ở trong 6 cái căn tính cơ bản thì nó chia làm hai nhóm. Thì ba cái căn tính đầu tiên là tham sân si, để nó phối trộn với nhau nó tạo ra là 7 cái căn tính. Ba căn tính đầu tiên vẫn là tham, sân và si, và số 4 là bắt đầu là tham sân, số 5 là tham si, số 6 là sân si, và số 7 là cả tham sân si. Và cũng tương tự theo cái cách phối trộn như thế này thì ba cái căn tính tiếp theo đó là tín, tuệ và tư duy cũng được phối trộn thì ra được 7 loại căn tánh. Số 8, số 9, số 10 thì vẫn là nguyên gốc của nó là tín, tuệ và tư duy. 11 là tín tuệ, 12 là tín tư duy, 13 là tuệ tư duy, và 14 là cả ba tín tuệ tư duy. Last week we finish. Yeah, to hear. Yeah, so I will repeat a little bit. So faithful temperament, sadda, and greedy temperament, raga. Yeah, sadda and raga. So, if you look at a person who has sadda temperament, yeah, so prominence of sadda, and a person who has the greedy temperament, if you look at these two person, it looks the same, yeah. I use the word looks, not really, yeah, not originally. Original nature is different, but their appearance looks the same. Okay, do you understand that? Yeah. Hope you got it. Okay. Và chúng ta cũng đã nói về cái điểm là khi mà chúng ta nhìn vào ai cái người mà có căn tính tham nổi trội hoặc là tín nổi trội thì nhìn bề ngoài á, trông họ rất là giống nhau. Mặc dù có thể là xét về cái căn tính gốc của họ thì đã có những cái điểm dị biệt, nhưng mà xét trên cái bề mặt bề nổi á, nhìn bề ngoài thì hai cái căn tính này nó có rất là nhiều những cái biểu hiện giống nhau, tương đồng với nhau. After reading the rest sentence, you will understand more about that. So for in a unprofitable way, greed is affectionate and not over austere. So here we need to look at in Pali. Here sinedo, yeah, sinedo is affectionate or sinedo. Sometimes have a lot of lovable things, or sineda is always attached together, being together, something like the sineda, yeah.
And next one, nadi luka. Here, luka is a tough and difficult arthritis. Yeah, nadi luka. So na is a negative. Adi means very. Yeah, very. So it means nadi luka. It means not very hard, not very tough. Yeah, not very tough. Here, not over austere. That's one also okay. But nadi luka, let me explain in different ways. So if you have greed over a person, yes, somebody, you have affectionate, and also you don't want to do any hard things, and your conversation was very soft and very gentle. So not over austere. It means not very tough, not too much tension. It's a very soft and gentle. Yeah, not very soft and gentle. Okay, so better in a unprofitable way because it is greed. Yeah. So for example, you want to commit the sexual misconduct. For example, is to see clearly this way. This is an unprofitable way. Yeah. It's an unprofitable case for your life. Better you still have a greed. You want to commit that. This is not suitable to do, but you cannot stop doing this. You have so strong greed or affectionate. And also, when you look at that girl, the other's wife, you always approach so gently. Yeah, so generally, there is no tough or tension or hard conversation between you and that wife. So that it means like that. In a unprofitable way, greed is affectionate and not over austere. Đối với cả cái từ Pali thì chúng ta sẽ thấy ở đây hai cái từ màu xanh mà sư đã khoanh đỏ đó là Sinido. Sinido nghĩa của nó có nghĩa là tình cảm dính mắc, theo cái nghĩa là lúc nào cũng thích là dính mắc với cái đối tượng mà mình ưa thích, mình tham khoái. Thế còn cái từ mà nati luko thì luko ở đây có nghĩa là cái gì đó mà nó khó khăn, đó nặng nề. Thì nati luko ở đây là không có cái gì khó khăn, không có cái gì nặng nề cả. Thì ở trong cái bản dịch của cái cuốn Thanh Tịnh Đạo thì dùng cái từ là không khắc chế, nhưng mà cái cách mà sư đang giải thích ở đây thì qua cái ví dụ thì nó mọi người có thể mường tượng theo cái nghĩa như này. Tức là khi mà ai đó có một cái tâm tham hay là tâm dính mắc với cả một người nào đó, thì rõ ràng về phương diện tình cảm thì cái người mà tham thích hay là cái người mà có cái tình cảm dính mắc này thì không muốn ở xa cách khỏi cái đối tượng mà mình dính mắc. Rồi khi nói chuyện, khi chuyện trò với cả cái đối tượng kia thì luôn luôn dùng những cái lời lẽ rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng để trò chuyện mà không có cái gì là cứng khô hay là nặng nề cả. Thì nó là theo cái nghĩa này. Tuy nhiên, đây chính là ở cái khía cạnh gọi là bất thiện của nó, bởi vì bản chất nó chính là bị chi phối bởi cái tâm tham. Chúng ta có thể lấy một cái ví dụ rõ hơn, đó là trong trường hợp một cái người vì cái tâm tham của mình mà sẵn sàng phạm phải cái giới gọi là giới tà hạnh á, tức là biết rằng cái đối tượng mà mình tham luyến, mình dính mắc đấy không phải là một cái đối tượng được phép, thế nhưng mà không phải là một đối tượng phù hợp để cho mình thiết lập cái quan hệ tình cảm luyến ái. Tuy nhiên
do cái tâm tham nó rất là lớn mạnh, cho nên là cái người đó không có khả năng chế ngự được bản thân mình, và vẫn có một cái tình cảm luyến ái rất là mạnh mẽ đối với các cái đối tượng này. Và do vậy trong tất cả mọi cái giao tiếp đối với cái đối tượng đó, ví dụ như đấy là vợ của một cái người khác, thế nhưng mà đấy lại mình lại thích vợ của một cái người khác, thì khi mà mình tiếp xúc với cái người phụ nữ này thì luôn luôn là tiếp xúc theo cái kiểu rất là nhẹ nhàng, êm dịu, không bao giờ gọi là theo cái tiếp cận theo cái lối là nặng nề, thô tháo hay là căng thẳng cả. Đó, thì đây là chính là cái giải nghĩa của sư đối với cái từ Natiluk. Yes, Okay, so this is the greed, raga. And how about the faith? Yeah, how about the faith? Why faith is the same like that? So I will give you an example. You have the high reverence to the Buddha. Okay, imagine. Yeah, you have very high reverence to the Buddha. So if you love the Buddha, not raga, yeah, it's a sadha. I mean, the love is here, Sada. You love the Buddha very much. So then, how and what you will do? You always approach to the Buddha or Buddha image, and you will make a cleaning, paying respect, chanting, chanting. So a lot of good things you do in front of the Buddha image. So it is like a affectionate, but not with the raga, with the faith, saddha. Okay, and so if you look at the what is it, the relation with the Buddha and you, and you, I may see you, you are always in front of the Buddha, yeah, in front of the Buddha. There is no tension and no tough case between the Buddha and you, so. Appearance of these two persons who have the faithful temperament and greedy temperament are looks the same, yeah. But the difference is greed is in an unprofitable way, faith is in a profitable way. That is the difference, but the appearance looks the same. Đó là chúng ta nói về cái khía cạnh của cái người mà có căn tính là tham tánh đó. Thế còn lại là chúng ta nói về cái người mà có cái gọi là mộ tánh, hoặc là cái căn tánh là tín, nặng về tín. Thì tại sao chúng ta lại nói là hai cái người này nó có những cái tính chất tương đồng? Sư đưa ra một cái ví dụ như sau. Nếu mà quý vị có một cái lòng tôn kính, một cái tâm kính ngưỡng đối với cả Đức Phật rất là lớn, thì đây cũng chính là tình gọi là mình rất là yêu Đức Phật, đúng không ạ? Nhưng cái yêu này nó không phải là cái yêu theo cái nghĩa là luyến ái của cái tâm tham mà chúng ta nói ở cái trường hợp đầu tiên, nó không phải là raga, mà cái yêu này nó là cái lòng sùng mộ, nó là sadda, đó là cái sự tín mộ của mình. Và khi một cái người mà Phật tử mà có cái lòng sùng mộ hay là có cái sự kính mộ đối với cả Đức Phật, thì người đó sẽ làm gì? Người đó sẽ luôn luôn là sẽ tìm cách làm bày tỏ cái tâm đấy của mình thông qua việc là đối trước tượng Phật, rồi lau chùi, dọn dẹp, trang hoàng, rồi làm đảnh lễ, rồi tụng kinh, mà mình làm rất là nhiều những cái điều mà thiện pháp đối trước đức tự tôn tượng của Đức Bổn Sư. Vậy thì nó cũng là một cái tình cảm gọi là yêu mến, nhưng mà đối với cả nó không giống như là trong cái trường hợp của cái người mà yêu mến theo kiểu luyến ái dính mắc
là cái tâm tham như ở cái trường hợp đầu, mà ở đây là yêu mến nhưng mà với một cái sự tiến bộ, với một cái tâm sùng mộ. Thì và chúng ta cũng có thể thấy được cái đặc tính thứ hai là trong quan hệ giữa cái đối tượng sự sùng mộ này, đó chính là Đức Phật, với cái người Phật tử này, thì chúng ta sẽ thấy là rõ ràng giữa hai cái đối tượng này thì nó không có một cái sự căng thẳng, không có một cái gì là thô tháo. Như vậy thì cả hai cái đặc tính, thứ nhất là cái chuyện là về tình cảm, cái chiều hướng, cái sự biểu hiện tình cảm, thì về bề ngoài mà nói thì cái người mà mộ tánh hay là cái người mà thiên về cái căn tánh về về đức tin á, thì nó rất là giống với cả cái người mà có gọi là nặng về tham tánh, tức là cái tâm tham mà chúng ta nói trường hợp đầu tiên. Nó cái sự khác biệt nó chỉ nằm ở chỗ là cái người mà tham tánh ấy, thì đấy chính là những cái biểu hiện của họ là ở phương diện là bất thiện. Thế còn lại là đối với cả cái người mà mộ tánh hay là có cái người có cái tâm tánh thiên về đức tin này, thì họ là thiên về cái cạnh thiện. Thì đây chính là cái sự phân biệt giữa hai cái nhóm này. Còn trong bề ngoài thì có vẻ rất là tương đồng. Yes, bạn đây. Okay, so next sentence is about their expectation or expect or what they are looking for, the difference between raga and sadda. So a person of greedy temperament seeks out sense desire as object. Yeah, so a person of greedy temperament always thinking about what should I eat? where should I go and eat? And how to get the sensual pleasure? And which nightclub I should go? What kind of food? What kind of people I should meet? Or something like that. Sense desires, always seeking out the sense desire. Yeah. So whatever he thinks is thinking about to experience sensual pleasure, yeah, sensual pleasure. Whatever it is, good or not, he does not think about that. Yeah, he doesn't care. What he wants or what he expects is to experience sensual pleasure. Yeah, that is a person of a greedy temperament. And how about the faith? Yeah, faith temperament, a person of faith temperament seeks out special qualities of virtue and so on. Here, sila, samadhi, panya. Yeah, sila and so on. It means briefly to say sila, samadhi, and panya. So, a person of faithful temperament is always thinking about how to help other people and how to make good deeds. Where should I make good deeds? Where should I keep precepts? Where how to develop loving kindness, compassion in my heart? Where and how should I develop my samatha vipassana practice? Something like that. So a person of faith temperament seeks the special qualities of good things. That is also the difference. Yeah, between raga and sadda temperament. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về cái khía cạnh thứ hai để mà phân biệt giữa hai cái nhóm gọi là tham tánh và mộ tánh này. Tức là cái người mà có cái căn tánh là tham á, thì thường là chỉ tầm cầu những cái khoái lạc của giác quan mà thôi. Ví dụ như là cái người này thì sẽ luôn luôn suy nghĩ và tư duy về chuyện là rồi mình sẽ ăn món gì đây, mình sẽ tìm kiếm những cái món ăn đó ở đâu, rồi làm thế nào để thỏa mãn
những cái dục lạc giác quan của mình, cái câu lạc bộ đêm nào mà mình sẽ nên đến, cái món ăn nào mình sẽ nên hưởng thụ, rồi cái người nào mình sẽ gặp, vân vân. Tức là tất cả những cái gì mà họ nghĩ nó chỉ quanh quẩn ở trong cái việc là để thỏa mãn, để tầm cầu cái những cái là giác quan của họ mà thôi. Thì đấy là về cái kiểu người tam tánh. Còn đối với cả cái người mà bộ tánh, tức là cái người mà thiên về đức tin ấy, thì họ lại là về cái họ lại thiên về cái việc là tầm cầu những cái khía cạnh hay là những cái phẩm tánh hay là của công đức và những cái việc như là giữ giới, hành thiền định, hành thiền tuệ, những cái gì mà họ suy nghĩ nó luôn luôn liên quan đến những cái vấn đề làm thế nào để mà tạo dựng công đức, ví dụ như là làm thế nào để hỗ trợ giúp đỡ người khác, ở đâu họ có thể thực hiện được các cái thiện pháp, rồi họ nên giữ giới như thế nào, làm thế nào để mà phát triển được cái tâm từ, rồi làm thế nào, bằng cách nào và ở đâu có thể tu tập thiền định và thiền tuệ. Thì đây là những cái điều mà chi phối những cái người mà có cái căn tánh thiên về đức tin. So, next sentence two about these two, the difference of these two. And greed does not give up what is harmful. So I made a color because this when we need to look at the Pali words are hidden. Yeah. Hita, it means a beneficial thing. Hita. Yeah. Ahita is not beneficial. Yeah. Not beneficial. But the translator translate as what is harmful, but not totally opposite. Is it what is it? That one also not wrong, but what we should know is Ahita is a more wider meaning. Yeah, wider meaning. Ahita not beneficial or something that cannot give you any benefit. Yeah. That cannot give you any benefit. It is called the ahita. Yeah, ahita. So greed does not give up ahita. What is harmful? What does mean? Let me give you the example. You know, if you are committing sexual misconduct with an inappropriate woman, yeah. So that. Committing sexual misconduct, it is very harmful to your life, to your personal or family life, and to your spiritual life too. It's a very harmful. It's a not appropriate, yeah, appropriate things to do in your life. It's a very dangerous things in your life, yeah. So even though it is very harmful to you, you cannot give up, yeah. You cannot give it because you are too much attached to that. So greed is like that. Okay. So how about faith? Faith, the opposite of the ahida is the hita. Yeah. Hita is a with a, this is a preposition. So hita is a beneficial thing. Yeah. So anything that can give you good benefits for your life. Yeah. So faith also does not give up. Yeah, the action of these two is the same. Greed also, the action is not giving up, not surrender. Faith also not surrender. So if you are a person of faith temperament, you will never give up to do the good things. To do the good things. Even though, hey, don't do such good things. Someone will disencourage you not to do the good things, not to go to the meditation center, not to ordain as a nun or monk. Even though they are discouraging you, you don't give up. No, I will do. This is good things, good deeds. So
the action of these two is the same. They are not giving up. Yeah, but greed does not give up bad things. That is very harmful to you. Faith also does not give up good things to do, or that is very beneficial for your ordinary life and spiritual life, physical and mental too. Yeah, physical and mental progress too. So you will never give up if you have the faith. Okay, so that is also the difference of the two temperaments. Một cái điểm khác biệt nữa giữa hai cái nhóm gọi là tham tánh và một cái bộ tánh này, tức là ở đây là liên quan đến cái hành động của họ. Cả hai nhóm này thì đều không thể từ bỏ, nhưng mà cái đối tượng từ bỏ của họ là rất khác nhau. Thì ở trong cái bản tiếng Anh ấy, thì người ta dùng cái người dịch ở đây dùng cái từ là cái người mà tham tánh thì không thể từ bỏ những cái gì mà có hại. Thế nhưng mà cái bản gốc mà tiếng Pali á, thì nó có khác một đôi chút. Bởi vì cái từ Pali gốc của nó mà sư bôi xanh và vẽ cái vòng đảo xung quanh á, ở dòng thứ ba từ dưới lên, thì chúng ta nhìn thấy là cái từ Ahitam. Ahita này là nó từ cái gốc nghĩa, từ cái từ gốc là Ahita. Và Ahita nó là cái từ trái nghĩa của Hita. Hita nghĩa là lợi ích. Ahita có nghĩa là không lợi ích hay là bất lợi. Vậy thì cái người mà tham tánh ấy, thì không thể từ bỏ được những cái thứ gì mà bất lợi. Mặc dù cái đó là bất lợi đối với mình, cái từ Ahita ở đây trong tiếng Pali thì nó nghĩa nó rộng hơn là cái từ mà harmful hay là cái từ mà có hại. Nó không, mặc dù là có hại này thì nó không phải là sai, nhưng mà nghĩa nó hẹp hơn là cái từ mà bất lợi. Theo cái bản gốc của Pali, lấy một cái ví dụ để cho chúng ta dễ hình dung, tức là mặc dù một người biết rằng không nên có những cái hành động gọi là tà hạnh đối với cả những cái đối tượng bị ngăn cấm, vì đấy là cái điều mà không phù hợp, đó là cái điều bất lợi, đó là cái điều thậm chí là có hại cho mình. Nó không phải chỉ hại riêng đối với cả đời sống của chính cá nhân cái người đó, mà còn gây hại cho cả đời sống của gia đình của họ nữa. Và thậm chí là có thể có rất là nhiều những cái nguy hiểm từ phát sinh từ cái việc là có cái hành động tà hạnh này. Dù biết như vậy, nhưng mà cái người mà tham tánh ấy, thì cũng không thể nào mà từ bỏ được những cái hành động bất lợi này. Bởi vì đấy là cái thuộc về cái đặc tính của những cái người tham tánh. Thế còn những cái người mà gọi là mộ tánh hay là những người mà có cái tâm tánh để đức tin thì sao? Thì họ cũng giống như là những cái người mà tham tánh kia. Họ cũng không thể từ bỏ được. Nhưng cái đối tượng mà họ không thể từ bỏ ở đây là gì? Họ không thể từ bỏ được những việc làm mà đem lại lợi ích, đem lại lợi lạc. Nó trái ngược hẳn với cái đối tượng của những người tham tánh kia. Họ sẽ không từ bỏ trước bất kỳ những cái việc làm nào mà đem lại những cái lợi lạc, những lợi ích tốt đẹp. Họ sẽ không từ bỏ, họ sẽ không đầu hàng, ngay kể cả nếu mà họ gặp phải những cái chướng ngại, những cái khó khăn, những cái thách thức. Ví dụ như nếu có ai đó ngăn trở họ, nếu có ai đó là muốn làm cho họ nhụt chí bằng cách bảo với họ rằng hãy đừng làm cái biện pháp này, hãy đừng đi hành thiền ở cái trung tâm hành thiền nọ, rồi đừng đi xuất gia vân vân. Thế nhưng mà những cái người mộ tánh này họ sẽ không từ bỏ
những cái hành động này, bởi vì họ biết đây là những việc làm nó sẽ đem lại lợi lạc, đem lại lợi ích rất là nhiều, cho nên là họ sẽ không từ bỏ. Vậy thì xét về phương diện hành động thì sự giống nhau của hai cái nhóm tham tánh và mộ tánh này là đều ở cái phương diện là sự không từ bỏ. Nhưng đối với cái nhóm mà tham tánh thì họ không thể từ bỏ được những cái việc làm bất lực, những cái việc làm bất thiện, những cái việc làm mà tồi tệ, xấu xa. Còn lại cái người về đức tin này thì họ cũng không từ bỏ, nhưng họ đối tượng của sự không từ bỏ của họ là những cái việc làm lợi lạc, là những việc làm đem lại nhiều lợi ích về cả thân lẫn tâm cho chính họ và những người khác. Okay, so here, with that knowledge, you can apply in your daily life too. Yeah, you know, you can look at in your society, in your family. Yeah, some people can be found out like a greedy temperament if they are thinking about all the time. Yeah, all the time thinking about what to eat, what kind of things I have to buy, and how to get a lot of money or something like that. They are briefly to the sense desire, sensual desire. Yeah, sensual desire is occupying in their mind. So if so, it might be he or she might be of the greedy temperament. But there's some people, they are always thinking about to do the good things, how to help people, and how to share my knowledge, how to do, make offering, where should I practice meditation or something like that. So if you see such a person, he might be if one of he might be a person of faithful temperament. Yeah. So in this way, you can learn about the temperament in your society yourself. Yeah. Những cái hiểu biết mà chúng ta được nghe ở đây thì chúng ta cũng có thể áp dụng để trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như nếu quý vị có trong cái đời sống của quý vị mà quý vị áp dụng thì quý vị sẽ phát hiện ra cái người nào là cái người mà có cái tham tánh nặng. Ví dụ như nếu quý vị thấy một cái người mà suốt ngày lúc nào cũng chỉ nghĩ về cái chuyện ăn gì, ở đâu, mua gì, làm thế nào để kiếm được nhiều tiền, vân vân, làm thế nào để thỏa mãn tất cả những cái dục lạc giác quan của họ, đó là những cái suy nghĩ, những cái tư duy mà sẽ xâm chiếm cái tâm tưởng của họ suốt cả ngày, thì đấy là cái kiểu người mà có cái tham tánh nó nặng về về cái tánh tham. Thế còn lại nếu mà quý vị thấy những cái người mà luôn luôn suy nghĩ về việc làm thế nào để có thể làm được những điều tốt đẹp, làm thế nào để có thể giúp đỡ được những người khác, làm thế nào để có thể chia sẻ được những cái hiểu biết và tri thức của mình, làm thế nào để cúng dường bố thí, làm thế nào để mà có thể thực hành thiền. Thì nếu quý vị có gặp những cái người như vậy ở trong cái cộng đồng thì quý vị biết rằng họ là thuộc về cái người ở cái nhóm gọi là mộ tánh, hay là có cái căn tánh nặng về đức tin. Và cứ tương tự như vậy thì quý vị sẽ có thể áp dụng những cái hiểu biết này để phân biệt được những cái loại người khác nhau với những cái căn tánh khác nhau ở trong xã hội. If you understand clearly and deeply about the temperament, you may have a very skillful in social. Yeah, you may have a social skills. Yeah, you can progress your social skills too. You know, if you know, oh, this person is
a person of the greedy temperament, and you know how to approach him. That is not, I'm not talking about the, what is it, meditation, just for your social skill, yeah? So if you know this person is of a greedy temperament, then you can la, yeah? You can pursue, yeah? La, you are, yeah? Yeah? La, yeah? You can la him by giving something, yeah? If you find a greedy person, yeah? So if you find out this person is of faithful temperament, if you want to approach him, you have to show yourself, I'm also a faithful temperament, yeah? Go into the temple, go join in the meditation retreat, pretending as a good person. So in this way you can approach that person, yeah? So that's why I say that if you understand the temperament, you can progress your social skills too. This is not about a meditation, yeah? Và nếu mà quý vị có thể hiểu rõ về một cách rõ ràng cũng như là sâu sắc về những cái loại căn tánh khác nhau này thì quý vị cũng có thể phát triển những cái kỹ năng xã hội của mình. Đây là một cái chủ đề mà tôi liên quan đến việc hành thiền hết ạ. Và tuy nhiên thì tôi cũng nói ngoài lề một chút xíu. Ở đây liên quan đến việc là quý vị có thể ứng dụng những cái hiểu biết này, những cái tri thức này để có thể hỗ trợ cho việc phát triển những cái kỹ năng xã hội của mình. Ví dụ như nếu mà quý vị biết được là một cái người này là thuộc về cái căn tánh tham nổi trội, thì quý vị cũng sẽ biết cách làm thế nào để tiếp cận họ một cách dễ dàng hơn. Ví dụ như là quý vị biết rằng là đối với cả những cái người như vậy thì mình chỉ có thể đến gần họ nếu mà mình biết cách bặn hoặc là cho họ một cái thứ gì đó mà họ thích. Thế còn lại đối với cái loại người mà căn tánh mà thiên về đức tin chẳng hạn, thì quý vị sẽ không thể nào mà tiếp cận được họ nếu quý vị không tự chứng tỏ mình cũng là một cái kiểu người thuộc về cái nhóm mà căn tánh đức tin như vậy. Ví dụ đối với cả những cái người này thì quý vị phải muốn tiếp cận được họ thì quý vị phải chứng minh hoặc là phải thể hiện được ra rằng là mình cũng là cái người cũng hay đi chùa này, rồi là cũng hay đi đến các trung tâm thiền này, bề ngoài thì cũng phải thể hiện ra là một cái người tốt, một cái người tử tế. Thì bằng cái cách như vậy thì quý vị mới có cái cơ hội để có thể tiếp cận đến những cái người mà ở trong cái nhóm mộ tánh này. Yes, Bante. Okay. So you know, in nowadays, in the Facebook, in nowadays, you know, in Facebook and other social media algorithm, yeah, algorithm. I think is it correct pronunciation? Algorithm. You know, if you, you know, according to that modern technology, let me say like that, modern technology, if you use the Facebook, the Facebook knows what kind of temperament you are. If you are looking at the you are looking and searching the food, about the food, and all the posts in your newsfeed will be about the food. Yeah. If you are looking about the car, most of the newsfeed will be about the car or something like that. Yeah. So they are using this technique in your social life and in your business too. If you understand the temperament of the people in your company, in your society, then you can promote your worldly life. Yeah.
So that is very important, yeah, in some way, but not to make use of for the bad things, yeah. Và trong đời sống hiện đại của chúng ta ngày nay á, thì chúng ta biết rằng là Facebook rất là thông dùng một cái công nghệ tiếng Anh là algorithm. Đăng Trang, cái từ tiếng Việt nó nghĩa là gì? Tức là ở đây là cái thuật toán để mà dựa trên cái xác suất thống kê á. Thì máy tính nó có thể tính được và nó có thể xác định được cái căn tánh của cái người sử dụng Facebook đấy là thuộc về cái nhóm đối tượng nào. Cho nên là Facebook nắm được cái điều này rất là dễ dàng, bởi vì nếu quý vị dùng Facebook và quý vị là cái loại người mà luôn luôn tìm kiếm những cái đồ ăn thức uống như là những thứ liên quan đến việc là ăn uống ở đâu đó, thì tự động ở trong cái bản tin của quý vị á, nó sẽ xuất hiện toàn là những cái tin liên quan đến việc ăn uống thực phẩm mà thôi. Thế còn nếu mà quý vị là cái người mà quan tâm đến vấn đề như là xe hơi chẳng hạn, thì cũng tương tự như vậy, trong cái bản tin nó tự động xuất hiện ở trên màn hình của quý vị là nó sẽ toàn là những tin mà liên quan đến xe hơi. Thì đây là một điều mà Facebook có thể làm được với cái công nghệ bây giờ. Okay, so let's continue a little bit because we start a little bit late. Okay, so next pair is the intelligent temperament and hating temperament. Yeah, intelligent temperament is a bodhi. Yeah, bodhi, didi. Yeah, bodhi temperament and hating dosa. So here too. Here, these two temperaments looks the same, yeah, in appearance, but their nature is totally different, yeah, totally different. Bodhi, wisdom, the wise, being wise, and dosa is a hatred. It's a totally different according to their nature, but their appearance is looks the same. You know, this one too, if you look at carefully, it's true. Some people, they are so intelligent. So that part, such a kind of person, they never say lovely, you know. They said, you know, I don't know how to use the English word, so sharp, yeah, so sharp. And they use very short, yeah. They don't talk too much because the wise, intelligent person, yeah, intelligent person, like some intelligent person and scientifics, they don't want to talk lovely and they don't want to talk much. So it looks they are angry. Actually, they are not angry, you know. In other field of the education too, I have known there are a lot of some intelligent person who has a lot of knowledge. It's very difficult to approach them. They don't talk smoothly, yeah. They looks not lovely, yeah. Like a hating temperament, dosa, yeah. If we approach them and they reply very short, so this bodhi and dosa temperament, yeah, temperament looks the same. So let us look at what is it written in this book. Okay, I'm gonna stop here for a moment. Trong sáu cái tâm tánh thì chúng ta đã vừa mới và xem xét cái cặp gọi là tham và mộ tánh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái cặp thứ hai, đó là
những cái người mà có cái căn tánh thiên về trí tuệ và sân sân tánh, hay còn gọi là nộ tánh và ngộ tánh, là có nhiều cách dịch mà chúng ta hiểu cái nghĩa vậy. Thì đối với cái nhóm này á, thì hai cái loại nhà người này thì biểu hiện bề ngoài của họ thì nó cũng có rất là nhiều những cái giống nhau, tương đồng nhau, mặc dù xét về mặt bản chất thì họ hoàn toàn là khác biệt. Đấy, nhưng mà những cái biểu hiện bề ngoài thì có rất là nhiều những cái tương đồng. Ví dụ như chúng ta thấy những cái người mà rất là thông minh á, thì họ có cái xu hướng là họ không có nói cái gì mà kiểu nhẹ nhàng êm ái đâu. Ừ, cái kiểu nói năng của họ là thường là rất là sắc bén, nói rất là cụt, rất là ngắn, và rất là sắc sắc bén, sắc nhọn. Họ cũng không có nói cái gì hay là trình bày diễn giải cái gì mà nhiều đâu. Giống như một số những cái nhà khoa học chẳng hạn, chúng ta thấy những cái người này họ trông có vẻ kiểu như là rất là nghiêm, rồi trông có vẻ rất là khó chịu, như kiểu như là họ đang tức giận gì đó. Mặc dù trên thực tế thì họ không có phải như vậy. Ở ngay trong cái lĩnh vực giáo dục thì sư nói là sư cũng có quen một vài những cái người như vậy. Họ là những cái người mà rất là hiểu biết, thông tuệ, thế nhưng mà họ cũng là những cái người mà rất khó tiếp cận, bởi vì cái tính của họ cho nên rằng là họ có cái khuynh hướng là họ không có nói năng cái gì một cách là nhẹ nhàng êm ái. Họ cũng không có nói nhiều, mà cái kiểu của họ thì giống như là trong bề ngoài thì giống như là những cái người mà thuộc về cái nhóm mà gọi là độ tánh, hay là cái tánh sân nổi trội vậy. Và nếu mà quý vị có tiếp cận họ đi chăng nữa thì hỏi han họ một câu gì đó, thì những cái câu trả lời mà chúng ta nhận lại được thì thường rất là ngắn, hay là thậm chí là rất là cụt. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem xét xem là ở trong cái cuốn Thanh Tịnh Đạo này viết gì về hai cái nhóm này. If you look at this sentence, it will be clear. Yeah. So in an unprofitable way, hate is disaffected. Yeah. Hate is disaffected and does not hold to its object. Okay. So if you hate somebody, so you stop communicating. Yeah. You stop communicating. You will never associate with him or her, okay? And does not hold to its object. So that person, you don't keep continuing with him or her. So that is the nature, yeah, of the hating temperament. So in a profitable way is understanding. It means, so if you have the understanding like nothing is permanent, for example, you have a wisdom, you have knowledge, nothing is impermanent. So that's why you don't keep holding anything in your life. So in this way, these two looks different. Yeah. So if you have some kind of meditation level, like you have eradicated, for example, loba, greed, you don't keep holding any things in your life. You are free. So in this perspective, hating temperament and intelligent temperament looks the same. Okay, I hope you can enlarge yourself, you can understand yourself by looking at in your heart, in your mind, yeah. So in this way, you understand the similarity of these similar appearance of these two temperament. Ở đây chúng ta
Sẽ xem về cái biểu hiện của hai cái người mà có cái thuộc tính hoặc là các cái căn tính về thiên về sân hoặc là thiên về trí tuệ. Thì ở cái khía cạnh bất thiện ý, thì cái người mà có cái sân tánh thì không có tình cảm mà cũng không có bám víu vào cái đối tượng. Còn giống như là khi mà mình đang cái người mà sân á, mà khi họ đã không thích một ai đó rồi thì người đó chắc chắn sẽ ngừng tất cả mọi cái sự giao tiếp, chấm dứt quan hệ, không bao giờ còn kết nối liên hệ với cả cái đối tượng đấy nữa. Thì ở cái khía cạnh bất thiện hay là ở cái khía cạnh mà bất lợi thì là cái người sân tánh họ biểu hiện như vậy. Thế còn lại ở cái khía cạnh mà thiện hay là cái cạnh lợi ích ý, thì cái người mà có tuệ tánh, tức là cái người mà có cái trí tuệ, thì có cái căn tánh thiên về trí tuệ ý, thì cái người này là do cái trên dựa trên cái tuệ giác hiểu được rằng ở trong cái cuộc đời này không có cái gì nó là thường thằng cả, cho nên cũng không có cái gì đáng phải bám víu, không có cái gì đáng phải chấp thủ, cho nên là họ cũng không bám víu đối tượng, họ cũng không tình cảm. Thế cho nên là trông về vẻ bề ngoài thì hai cái nhóm này nó rất là tương đồng. Cái nhóm mà tuệ tánh hay là nhóm mà sân tánh này thì trông đều nó có một cái biểu hiện là không bám víu đối tượng, không tình cảm, giống nhau. Và những cái người mà tuệ tánh này á, nếu mà người ta đã có một cái sự thực hành thiền nhất định nào đó rồi thì họ sẽ rất dễ là buông xả, họ không có bám chấp, không có chấp thủ, ngược hẳn với cả những cái đối tượng mà thuộc về tham tánh, cho nên là họ rất là tự do tự tại. Cho nên là với cái những cái hiểu biết này thì chúng ta có thể tự xem xét, tự nhìn lại chính bản thân mình và hiểu xem là mình có những cái thuộc tánh nào gần giống với hay là giống với cả những cái gì mà được mô tả ở đây. Okay, finish. Yes, please. Okay, so we'll continue later, yeah, next time. Yeah, it looks interesting. I hope you also get interest. Yeah. It's Okay, so let me stop here for today. We'll continue next Monday, yeah. Let's share our merits. Bài giảng ngày hôm nay thì sư xin phép được kết thúc ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục vào buổi học thứ hai tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục kể ở chi tiết về người nhớ. Sambandam Sabbe Deva Numodando, Sabbe Nara Numodando, Sabbe Sada Numodando, Sabba Sambadi Senia, Kadame Yambonyan Dokarang.